cùng với nội dung phim Thiên Hành Cầu Cò. Nội dung phim hack não, vậy nên video này chỉ mang tính chất giải trí thôi nhé. Ở video trước, Bảy Trắng đã một thân một mình xông vào Độc Hạt Môn, đụng độ với thủ lĩnh nơi này là Độc Hạt Tử. Sau khi tên kia không muốn sống nữa, Bảy Trắng đành tiễn hắn về cho ông bà rồi tiến vào hầm ngục, người đang bị giam giữ. Anh nhớ lại về câu chuyện mà trường lão đã kể cho anh. Tại khoa Vũ Sơn Tràng có một mỏ khoáng sản sinh ra một loại ngọc thạch màu tươi như màu lửa, được đặt tên là Hỏa Vũ Ma Não. Mỏ khoáng sản này nằm trong khoáng ấp của một sơn trang, vì vậy chủ của sơn trang này đã trở thành cự phú, phong quang một thời, được người đời xưng là Hỏa Vũ Công. Khi đó Bách Việt có ba tên cường đạo vô cùng tàn độc, chính là Đoạn Phát Tam Lang. Bọn chúng đã để mắt tới Hỏa Vũ Sơn Tràng. Trong một đêm, bọn chúng lẻn vào bên trong phóng một trận lửa lớn, đồng thời giết chết tất cả mọi người rồi mang hết tài sản đi. Nghe nói giữa ba người bọn chúng đã dùng giao ước huyết thệ chỉ có riêng ở Bách Việt, nhất định phải chia đều số tài sản cướp được. Nhưng mà không lâu sau đó, ba người được phát hiện đều chết thảm trong núi, số tài sản kia cũng không thấy đâu. Khi nhìn thấy ký hiệu kia, hai người họ hiểu rằng có lẽ sự việc này vẫn chưa kết thúc. Về phần Tư Mã Lưu Ý, lúc ấy đang đảm nhiệm chức phó tướng trong quân Hàn Quốc sang Bách Việt để dẹp loạn phản quân. Biểu hiện của hắn năm đó vô cùng dũng mãnh, phản bại thành thắng, xoay chuyển cục diện. Trước khi rời đi, hắn nói với Vệ Tràng chắc chắn là anh sẽ có hứng thú với chủ soái cầm binh năm xưa là Bạch Diệp Phi, rồi được biết tới với danh xưng Huyết Y Hầu. Xem ra Đoạn Phát Tam Lang chửi chết sạch, tiền tài cũng không hề bị mất. Khi Vệ Tràng nhắc tới Tư Mã Lưu Ý, người đến từ Bách Việt kia tỏ ra vô cùng kích động. Cùng lúc này, Ngô Thiếu định ám sát Lộng Ngọc, vậy nhưng bị tử nữ chơi bài phủ đầu và lọt cái bẫy mà cô đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc đang chuẩn bị một chém kết liễu Ngô Thiếu thì bỗng dưng Hàn Phi tiến vào phòng. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến nàng bị lơ là. Ngô Thiếu nhân cơ hội đó sang một loạt mưa tên. Vì không có võ công nên tử nữ buộc phải bảo vệ Hàn Phi. Hàn Phi nhìn thấy cô nàng sắp bị trúng tên liền ôm tử nữ, sau đó quay người lại dùng thân mình chắn. Những tưởng Hàn Phi sẽ lĩnh tròn những mũi tên đó thì bỗng nhiên thời gian ngưng động, một người bị mắt kỳ lạ xuất hiện giải cứu. Trở lại với Vệ Tràng, trong lúc còn đang nói chuyện cùng với kẻ đến từ Bách Việt thì Mặc Nha xuất hiện. Hắn đóng cửa lại, tuy nhiên với thân thủ cao cường, Vệ Tràng đánh lên một hòn đá chặn lại rồi phi thân đến lối xa. Thấy vậy, Mặc Nha phóng ra hai sợi lông chìm tính giết chết người đến từ Bách Việt kia, vậy nhưng bị Vệ Tràng chém đứt hai cọng lông ám khí. Bỏ lỡ mất cơ hội thoát thân, cánh cửa hầm giam đóng lại, xung quanh địa lao tràn ngập dầu mỏ, Mặc Nha phóng hỏa đốt cháy địa lao. Vệ Tràng ôm theo người Bách Việt tìm cách thoát khỏi địa lao, vậy nhưng vừa bước ra ngoài đã sát mặt với Mặc Nha. Vệ Tràng nói hôm nay sẽ không giết hắn ngay, anh cần người trở về truyền lời tới Cơ Vô Dạ. Nội dung thông điệp chính là sau này mỗi ngày lão ta hãy mở mắt mà ngủ, một khi nhắm mắt lại rất có thể sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Mặc Nha nghe xong mỉm cười, hắn nói nhất định sẽ truyền lời. Dặn dò xong, hai người bắt đầu động thủ. Lấy thực lực Vệ Tràng, Mặc Nha hoàn toàn dưới cơ nên bỏ chạy là thượng sách. Phỉ Thúy Hộ đang nói chuyện cùng với Cơ Vô Dạ thì Huyết Y Hầu xuất hiện. Việc Cơ Vô Dạ tiến cử Hàn Phi tới điều tra vụ án này, hắn cho rằng đó là nước cờ một mũi tên trúng hai đích. Mục đích của Cơ Vô Dạ chính là để Hàn Phi vào cấm khu tìm chết, cũng nhân thể giúp hắn điều tra tung tích của đống châu báu năm xưa. Tuy nhiên, bây giờ lại mọc ra một tên là Lý Khai làm rối loạn sự việc. Sự xuất hiện của kẻ này gây ít nhiều bất lợi cho hắn. Theo thông tin có được, Huyết Y Hầu lại nghĩ rằng biết đâu lại là một mũi tên trúng ba đích. Trở lại với Tử Lan Hiền, tử nữ dần dần tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy nằm trong vòng tay của Hàn Phi bộ dáng thân mật. Bạn ấy cô nàng bị ngã xuống đất để ngất đi, còn Ngô Thiếu thì đã tranh thủ thời cơ bỏ trốn. Tử nữ cau mày, bảo Hàn Phi đặt mình xuống, vậy nhưng anh lại bảo tay mình không cử động được nữa rồi. Cứng đầu nói không nghe và thế là Hàn Phi lập tức bị ăn ngay một cái tát. Lúc này Vệ Tràng cũng bước vào cho lời khuyên, quả thật tay Hàn Phi không thể cử động được. Bạn ấy do đỡ đòn nên phần vai đã bị dính đạn và bị một mũi tên xuyên qua bắp tay và vai, cũng may thương thế không nặng. Trưởng lão của Thất Tuyệt Đường thông báo, có 8 tay cùng phụ trách đánh úp bên ngoài Tử Lan Hiền. Trên 8 cỗ thi thể này không có bất kỳ dấu ấn nào, chắc chắn không phải là người của Giọng Mạc, có lẽ đám này là những kẻ được thuê. Còn tên Ngô Thiếu đã đánh hai thủ hạ của ông bị thương rồi trốn đi, tuy nhiên hắn cũng bị thương khá nặng. Vệ Tràng ra lệnh phát động quân truy tìm hắn. Ngoài ra, Phỉ Thúy Hồ có một cỗ xanh ngựa đang tiến đến đô thành, trong xe là một lễ vật lớn được chuẩn bị cho tướng quân. Trong lúc tử nữ đang băng bó cho Hàn Phi thì Vệ Tràng bước vào. Anh thuật lại câu chuyện địa lao Độc Hàn Môn hiện tại đang có người bị giam giữ. Hàn Phi đoán rằng người này có thể liên quan tới Bách Việt. Vệ Tràng cũng đồng ý với điều này, tuy nhiên Hàn Phi vẫn còn cảm thấy rất lạ, cái này có vẻ như vô duyên vô cớ màu xa. Từng tình tiết trong vụ án tưởng chừng như đã khớp, vậy nhưng người này lại không hề nằm trong số đó. Trước kia, Hàn Phi vốn đã từng tra qua sổ sách của Bách Việt và cũng từng thắc mắc qua điều này, trong đó trước sau đều thiếu đúng một người duy nhất. Bọn họ nhìn nhau và tự hỏi, không biết vị khách trong địa lao của Độc Hạt Môn có phải là mảnh ghép cuối cùng trong tấm bản đồ Bách Việt hay không? Tử nữ cảm thấy hơi ngạc nhiên, người đã tới, chẳng phải chỉ cần trực tiếp hỏi qua là được hay sao?
Vừa nói xong thì một ông già có vẻ nhếch nhác tiến vào. Hàn Phi cũng nhanh chóng nhận ra đây chính là Tư Mã tiền nhiệm Lý Khai năm xưa. Anh xin thỉnh giáo ông về cuộc chinh chiến nơi Bách Việt, cũng muốn biết có phải ông đã từng kết giao với Thiên Kim của Hỏa Vũ Công của Hỏa Vũ Sơn Trang hay không. Trong lúc Lý Khai vẫn còn chần chừ chưa trả lời, Hàn Phi đã nhanh chóng thuật lại ngọn ngành câu chuyện. Năm xưa Bách Việt nổi loạn, chúng sinh lầm than, hai người con gái của Hỏa Vũ Công được nước Hàn bảo vệ. Một vị vào cùng hầu hạ Hàn An Vương, vị còn lại cùng Tư Mã lưu ý kết thành phu phụ. Một tháng trước, Hồ Phu Nhân bắt gặp một người hầu hạ đang ở Lý Uyển. Kể từ thời khắc đó, tâm thần bất an, Hàn Phi khẳng định người đó chính là Lý Tư Mã. Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện bất ngờ xảy ra ngay sau đó, Tư Mã lưu ý đột ngột chết trong chính phủ của mình. Hàn Phi hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt, đó có phải là một sự trùng hợp hay không? Lý Khai không trả lời câu hỏi mà Từ Tốn khuyên Hàn Phi nên dừng tay khi con đường lùi. Họ vốn là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong khi Hàn Phi vẫn còn cơ hội để lựa chọn, ông lại là người đã bị tước mất đi cái quyền đó rồi. Thật ra Lý Khai qua thật có đến tìm Hồ Phu Nhân. Biết chuyện, Tư Mã lưu ý rất tức giận vì trên đầu lại cao thêm vài phân. Đường đường là phu nhân của mình mà suốt ngày cứ giữ khư khư một tiến vật được tặng từ kẻ khác, ai mà chịu được cơ chứ. Tuy nhiên, hắn cũng không dám làm gì Hồ Phu Nhân. Trong lúc còn một mình trong phòng, Tư Mã lưu ý đang muốn ra tay đập tan tín vật của Hồ Phu Nhân thì bất ngờ một kẻ bí ẩn xuất hiện đoạt mạng hắn ngay tại chỗ. Lúc này Lý Khai mới tìm tới nơi, tuy nhiên ông không đuổi kịp khinh công thượng thừa của kẻ bí ẩn đó. Lý Khai phát hiện trong tay lưu ý vẫn còn đang cầm một vật gì đó, khi lấy ra mới biết rằng đó là Hỏa Vũ Ma Não ngày xưa ông đã tặng cho Hồ Phu Nhân. Bất ngờ Hồ Phu Nhân vừa lúc quay lại nhìn thấy Tư Mã lưu ý đã chết, bà vô cùng hoang mang vậy nhưng lại không hề hỏi Lý Khai bất cứ điều gì. Nghe xong câu chuyện mà Lý Khai kể lại, Hàn Phi đoán một người có khinh công lợi hại còn có thể lợi dụng cả độc hạt mồn, chắc chắn phải là một thành viên của Bách Điều dưới tay Cơ Vô Dạ. Anh cũng chỉ có thể đoán ra một người duy nhất, kẻ bí ẩn kia chính là Ngột Thứ. Tuy nhiên vậy chàng lại đưa ra một câu hỏi khó, nếu Ngột Thứ giết chết Tư Mã lưu ý đoạt lấy bảo vật, tại sao độc hạt mồn cần tìm tới Lý Khai để làm gì? Từ nữ trả lời, rất có thể hắn chưa tìm ra được bảo vật, vậy chàng nghe xong liền giật mình lo lắng. Đúng như sự lo lắng của vệ chàng, Ngô Thứ đã tìm tới tận cửa phòng của Hồ Phu Nhân. Hắn ra tay giết sạch sẽ toàn bộ quân lính và tiến tới uy hiếp bà. Rất may, từ nữ và vệ chàng kịp thời tới đúng lúc, cứu thoát được Hồ Phu Nhân. Ngay cả lúc gần chết, hắn vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại xen vào chuyện này. Cơ Vô Dạ hoang báo với Hàn An Vương về chuyện gì dần Bách Việt làm loạn. Hắn gieo ý nghĩ rằng đó có thể là đại quân nằm sửa giết còn sót lại. Họ đã sử dụng vu thuật, chỉ có vô sự Bách Việt biết cách sử dụng. Hiện giờ nhiều nơi trong thành bị cháy, lửa lớn và liên tục khuếch tán nhiều ngày không tắt, thậm chí gặp nước lại càng cháy to hơn. Quy mô của tai họa lần này e là có người hiểu về binh pháp đứng sau tổ chức. Cơ Vô Dạ vẫn còn bẩm báo thêm về chuyện Hàn Phi điều tra lại vụ án Tư Mã lưu ý bị giết đã dẫn dụ một kẻ không nên xuất hiện ra. Hắn cho rằng mối họa lần này là do Lý Khai muốn trả thù, đã cấu kết với đám dư nghiệt Bách Việt gây ra. Hàn An Vương nghe xong liền tức giận ra lệnh phải nghĩ đủ mọi cách bình định tai họa, trả lại cho đô thành sự yên bình. Bất luận đó là người hay mà cũng đều phải bị tiêu diệt tận gốc. Huyết Y Hầu và Bạch Diệc Phi vốn là cấp trên của Lý Khai ở Bách Việt sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ triều đình. Cơ Vô Dạ sẽ cùng với Bạch Diệc Phi tăng cường trấn thủ trong thành, thi hành lệnh cấm đi đêm.